Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp 24/7 của Quảng Yên TV. Những thông tin mới nhất, chính xác nhất sẽ được chúng tôi tổng hợp và chia sẻ với quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Trước khi vào nội dung chương trình, quý vị và các bạn hãy ấn đăng ký, theo dõi và chia sẻ để không bỏ lỡ bản tin nào của chúng tôi. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung đáng chú ý ngày hôm nay. Lần đầu tiên thần đèn chuyển nhà xuất hiện ở Quảng Yên, Quảng Ninh. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Quảng Yên TV, vào hồi 16 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2022, ngôi nhà mái thái ở đầu đường Bờ Đình Trung Bản, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, có diện tích hơn 100 m², được xây dựng kiên cố đã di chuyển ra khỏi vị trí ban đầu được hơn 5 m. Đây là thành quả của nhóm thần đèn chuyển nhà do ông Nguyễn Văn Cảnh, đến từ tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo thực hiện. Bằng những dụng cụ như con lăn, đây là điện thoại đây, máy nổ, tăng, tờ, ngôi nhà đang di chuyển được một nửa chặng đường. Khu nền móng mới đã được chuẩn bị sẵn sàng, chờ ngày kết nối hoàn thiện. Quá trình di chuyển đồ đạc ở trong nhà gần như còn nguyên vẹn, điều đó chứng tỏ kỹ thuật di chuyển của nhóm thần đèn này rất cao. Đây là sự kiện hy hữu và lần đầu tiên xuất hiện ở Quảng Yên, Quảng Ninh, khiến cho người dân đảo Hà Nam bất ngờ. Sự kiện này đã thu hút nhiều người thường xuyên đến để theo dõi quá trình thực hiện. Có nghĩa là sự di chuyển cái mặt này là trước quay về đây. Bây giờ quay về đây, đó là mày trình độ kỹ thuật cao. Nhất đơn giản. Nhưng mà để nói là quay về cái hướng nhà này là hơi không phải ai cũng làm được. Ai làm được, phải nó giỏi. Và nói chung nghề này là không học đâu, không có thầy nào dạy hết. Tự mình suy nghĩ ra để như vậy là bọn em vẫn hay nghe nói là ông thần đèn, thì anh có phải là đã phải là ông thần đèn chưa? Thì nó cũng là như vậy đó. Nhưng mà có người thì thích là gọi là để thần đèn, nhưng mà còn mình làm là cứ anh làm thì, anh thì làm là thế. Để mà chuyển được cái nhà này thì có cần điều kiện như nào bác? Nói chung ra thì ở trong kia nãy cái mặt nó quay về đây, nó quay ngay ra đây và chuyển cái mặt về lại hướng đó. À, vừa di chuyển vừa xoay. À, vừa xoay. Thì nó nặng khoảng 300 tấn đó. Khoảng 300 tấn. Cái này nó hơi tiến dị một chút, nhưng mà em nghĩ rằng là mình có thể chia sẻ được cái giá cả của nó thì theo trọng tải, theo cự ly, theo trọng tải nhà hay là mình coi diện tích nhà diện nó tích như này. Thế nào? Trọng lớn này. Nhỏ rồi cự ví dụ 1 tấm, 2 tấm, 3 tấm. Vâng. Rồi đường đi xa gần. Đấy cự ly xa gần. Thì nó khoảng giá như thế nào? Như cái nhà này là mình nhận là 300. 300 và thời gian nó khoảng 1 tháng với cái cự ly này. Đúng. 100 mét. Đúng, khoảng tầm 1 tháng. Thì từ bến chuyển qua đây đó nó khoảng 30 mét. Dự kiến ngôi nhà sẽ được chuyển về vị trí mới theo hướng hợp với gia chủ vào trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Những thông tin cụ thể xin được gửi tới quý vị khán giả của kênh vào bản tin tiếp theo. Thời lượng của bản tin ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn thấy ấn tượng, hãy ấn like và đăng ký để ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Vũ trụ quanh ta, kênh tin tức mang đến cho quý vị khán giả những thông tin mới nhất, chính xác nhất, phù hợp nhất. Đầu tiên, các cảnh báo về cuộc gọi lừa đảo từ số điện thoại quốc tế, từ các bộ thông tin và truyền thông cho biết thời gian gần đây trên mạng xã hội. Những sự kiện nổi bật của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, trong nước và thế giới với góc nhìn đa chiều. Liên tục các bản tin tổng hợp với MC Tuấn Lê được công chiếu từ 20 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Nếu thấy thích và là nguồn động viên lớn lao cho những người đọc báo Hổ quý vị, kính mong quý vị hãy đăng ký kênh, cho một nút thích, chia sẻ với cộng đồng và hãy góp ý thật nhiều để kênh ngày càng phát triển và phục vụ quý vị được tốt hơn.